Lee Min Ho, Song Hye Kyo là hình mẫu lý tưởng, mong muốn được hẹn hò trên màn ảnh. Sau khi bị vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn nữ hơn 21 tuổi Kim Sung Ryun, tài tử vượt sao băng Lee Min Ho lại tiếp tục bị cư dân mạng ghép đôi với một đàn chị khác, lần này là ngọc nữ màn ảnh Song Hye Kyo. Mọi chuyện xuất phát chỉ vì bộ hình của cả hai người tùy chụp riêng biệt nhưng lại giống nhau cả về màu sắc trang phục tới thần thái, phong cách tạo dáng. Trong khi đàn chị hơn 6 tuổi nổi bật với nhan sắc trẻ trung, thân hình thon thả, thì Lee Min Ho được khen ngợi là cực phẩm trong từng khung hình. Ngay lập tức, cư dân mạng đã đặt từng bức ảnh của hai ngôi sao lớn showbiz Hàn cạnh nhau để thấy sự tương phùng bất ngờ này. Lee Min Ho và Song Hye Kyo là hai trong số những diễn viên đình đám Hàn Quốc được yêu thích nhất khắp châu Á. Mãi cho đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ thực sự tự hỏi tại sao họ vẫn thể chưa kết nối với nhau trên màn ảnh nhỏ. Trong buổi phỏng vấn trước đây với tờ Asia Stars, Lee Min Ho từng trở thành tâm điểm gây chú ý khi bày tỏ mong muốn được làm việc với mỹ nhân hậu duệ mặt trời. Thậm chí, anh còn công khai gọi cô là mẫu người lý tưởng của mình. Tôi thật sự muốn làm việc với mẫu người lý tưởng của mình, tiền bối Song Hye Kyo. Mặc dù chị ấy có phong cách thanh lịch và cổ điển, nhưng thần thái của chị cũng rất mạnh mẽ, cộng với tài năng diễn xuất nổi bật. Nếu chúng tôi diễn cùng nhau, tôi nghĩ mình có thể học hỏi được rất nhiều điều từ chị Song Hye Kyo, nhưng có lẽ tôi đã rất lo lắng. Ngay lập tức, những lời nói của Lee Min Ho và vợ cũ Song Joong Ki nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Các fan K-pop lập fanpage kêu gọi hai người sớm hợp tác với nhau. Cư dân mạng bày tỏ mong muốn, mong các nhà sản xuất phim sớm biết chuyện này, chúng tôi thật sự hóng được nhìn thấy anh chị ấy trên màn ảnh nhỏ. Đáng chú ý, kể từ khi fanpage được thành lập, nhiều bài viết liên quan đến Song Hye Kyo và Lee Min Ho được đăng tải. Qua đó, người hâm mộ có thể cảm nhận được sự tương đồng của họ về phong cách thời trang. Thậm chí, thoạt nhìn, chúng ta còn hiểu nhầm rồi cả hai đang hẹn hò với nhau. Đây có lẽ sẽ là một giấc mơ đối với những người hâm mộ làng giải trí Hàn Quốc. Cư dân mạng để lại một số bình luận như sau. Tưởng đang hẹn hò với nhau chứ? Liệu Lee Min Ho có thể yêu người như Song Hye Kyo không? Nếu đóng chung phim, tin đồn hẹn hò chắc chắn bùng phát. Chưa chàng trai nào có thể thoát khỏi Song Hye Kyo cả, từ Lee Byung Hun, Jo In Sung, Biren tới Song Joong Ki và thậm chí là Park Bo Gum. Thoạt nhìn tưởng hẹn hò thật, phong cách giống nhau đấy chứ. Thêm vào đó, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki, hiện nữ diễn viên hậu duệ mặt trời vẫn đang duy trì tình trạng độc thân. Với vị thế là những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, nhiều người vẫn cho rằng nếu thực sự thông tin cả hai hẹn hò là có thật, chắc chắn đây sẽ được cho là sự kiện gây chấn động nền giải trí nước này, không thua kém đám cưới thế kỷ của nữ diễn viên 4 năm trước đây. Song Hye Kyo là nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Bộ phim Hậu duệ mặt trời của cô đóng cặp với chồng cũ Song Joong Ki được cho là một trong những bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Về phía Lee Min Ho, chàng trai nổi lên qua bộ phim Làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ một thời là Vườn sao băng. Bước ra từ bộ phim này, anh liên tiếp gặt hái được những thành công qua các bộ phim như Những người thừa kế, Thợ săn thành phố hay Quân vương bất diệt. Đời tư của anh cũng gây chú ý không kém Song Hye Kyo khi từng hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân Hàn Quốc như Park Shin Hye hay tin đồn quốc dân Suzy.